Đây là phần 2 chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều ngày thứ năm cùng với đài truyền IBC TV. Tin tức từ Âu Châu cho hay, Nghị viện Âu Châu tuyên bố Nga là nhà nước tài trợ khủng bố. Vào hôm ngày 23 tháng 11, Nghị viện Âu Châu coi Nga là nhà nước tài trợ khủng bố cáo buộc các cuộc tấn công quân sự của Moscow vào các mục tiêu dân sự như là cơ sở hạ tầng năng lượng, bệnh viện, trường học và nơi trú ẩn đã vi phạm luật pháp quốc tế, trích dẫn tin tức từ Reuters. Các nhà lập pháp châu Âu bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết về việc đưa Nga là nhà nước tài trợ khủng bố. Hành động này chủ yếu mang tính biểu tượng vì Liên minh Âu Châu không có khung pháp lý để hỗ trợ. Đồng thời, khối này áp dụng các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga về cuộc xâm lược Ukraine. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia khác coi Nga là nhà nước tài trợ khủng bố, cáo buộc lực lượng của họ nhắm vào dân thường, điều mà Moscow đã phủ nhận ngoại trưởng hoa kỳ antony blinken cho đến nay vẫn từ chối liệt nga vào danh sách này mặc dù các nghị quyết ở cả hai vị của quốc hội đã thúc giục ông làm như vậy bộ ngoại giao của hoa kỳ hiện nay coi bốn nước cuba bắc hàn iran và syria là những quốc gia bảo trợ khủng bố có nghĩa là các nước này phải chịu lệnh cấm xuất cản quốc phòng và hạn chế tài chính của hoa kỳ moldova đã bác bỏ cáo buộc ukraine giữ lại khí đốt của nga Moldova lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ Tập đoàn Năng lượng Nga rằng Ukraine giữ lại 52.52 .52 triệu mét khối khí đốt được trung chuyển qua nước này tới châu Âu. Toàn bộ khí đốt chuyển cho Moldova đều đến được đất nước chúng tôi. Lượng khí đốt mà Nga, tức là Gazprom, cho là bị Ukraine giữ lại trên thực tế là khoản dự trữ mà Moldova được lưu ở các kho của Ukraine mà thôi. Đó là điều mà Thủ tướng Moldova Andriy Spinu thông báo cũng cần nói rõ rằng lượng khí đốt này đã và sẽ được Moldova thanh toán đầy đủ. Thủ tướng Spino nhấn mạnh thêm rằng Moldova có hơn 200 triệu mét khối khí đốt trong kho. Bình luận được Spino đưa ra sau khi Tập đoàn Năng lượng Nga Gazprom tuyên bố lượng khí đốt mà Gazprom cung cấp cho Moldova qua Ukraine nhiều hơn lượng khí đốt được chuyển từ Ukraine qua Moldova. Gazprom, tập đoàn có trụ sở tại St. Petersburg, cho rằng Ukraine đã giữ lại 52.52 ,52 triệu mét khối khí đốt mà Gazprom chuyển cho Moldova và đe dọa các nguồn cung cấp tới châu Âu để đáp trả vấn đề này. Quay sang bản tin từ Canada, giới hữu trách tại đây điều tra về nguồn tin đồn công an Trung Quốc đặt tại Toronto. Cả sát Canada mới đây cho biết họ đang tiến hành điều tra các nguồn tin về các đồn công an của Trung Quốc hoạt động ở Greater Toronto Area, về khả năng chúng can thiệp vào lợi ích của Canada và đe dọa an ninh quốc gia. Hãng thông tấn Reuters cho biết Canada đã cùng với các nước khác, trong đó có Hoa Kỳ và Hà Lan, tiến hành các cuộc điều tra như vậy sau khi Safeguard Defenders, là một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Âu châu, công bố một bản phúc trình vào hồi tháng 9, tiết lộ sự hiện diện của hàng chục các đồn công an Trung Quốc tại các thành phố lớn trên thế giới. Bản phúc trình của tổ chức Safeguard Defenders cho biết, các đồn này là một phần mở rộng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gây áp lực buộc các công dân Trung Quốc hoặc là người thân của họ ở nước ngoài quay trở lại Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc hình sự. Phúc trình này cũng liên kết vụ việc này với các hoạt động của ban công tác mặt trận thống nhất của Trung Quốc, là một cơ quan của Đảng Cộng sản chịu trách nhiệm truyền bá ảnh hưởng và tuyên truyền ra nước ngoài. Trong khi đó thì Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc đó phòng thương mại liên minh âu châu đã nhắc nhở việt nam chú trọng việc sản xuất nông sản sạch tại cuộc họp báo để thúc đẩy hoạt động xuất cảng hàng hóa sang thị trường châu âu diễn ra tại sài gòn ông Jean-Jacques boflet phó chủ tịch phòng thương mại liên âu eurocharm đã nói thị trường âu châu quan tâm tới tiến trình sản xuất eurocharm nhắc nhở các công ty việt nam chuyển dịch sang việc sản xuất hàng hóa xanh và sạch đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về lao động môi sinh Eurocharm tiết lộ tin cho rằng liên minh có bộ chính sách hành động quyết liệt giảm 50% việc sử dụng thuốc trừ sâu, tăng tỷ lệ đất trồng cây hữu cơ 25% vào năm 2030. Ông Boflatt đã khẳng định hàng hóa chứa thuốc trừ sâu sẽ bị cấm tại EU và dư lượng hóa chất độc hại cho sức khỏe sẽ giảm dần vào những năm tới ông báo động liên minh sửa đổi quy định thường xuyên kêu gọi nhà xuất cảng hàng hóa việt nam phải cập nhật chính sách đặc biệt là rau quả thực phẩm chế biến dệt may đồ gia dụng hóa chất giày dép sản phẩm nhựa là những nhóm hàng phải tuân thủ quy tắc buộc phải kê khai xuất xứ bộ flex cho rằng các công ty việt nam phải tuân thủ tiêu chuẩn của liên minh chắc chắn sẽ gặp khó khăn và tốn kém trong thời gian đầu nhưng về lâu về dài sẽ dễ dàng thâm nhập vào thị trường liên minh bền vững Vẫn tin liên quan đến Việt Nam, người chồng sượt đuổi và dùng dao chém chết vợ ở tỉnh Bắc Giang. Một người đàn ông đã sát hại vợ mình một cách giả mang sau cuộc rượt đuổi bằng xe gắn máy vào tối ngày thứ hai ở tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Hung thủ là Thân Văn Hiếu, 25 tuổi, khai là đã sượt đuổi vợ một đoạn đường dài ở huyện Việt Yên bằng xe gắn máy khoảng 10 giờ tối sau cuộc cãi vã kịch liệt. Bà này phóng xe gắn máy hướng đến nhà cha mẹ ruột ở xã Thượng Lan. Tuy nhiên, Bà chạy chậm hơn và cuối cùng đã bị ông chồng đuổi kịp, dùng dao chém nhiều nhát vào người của vợ chết thảm. Vợ chồng ông Thân Văn Hiếu sống với nhau 5 năm có hai người con, 5 và 3 tuổi. Ông Hiếu đã bị giới hữu trách bắt giữ vào sáng ngày thứ ba để điều tra về việc xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng. California chi hơn nửa tỷ để trả tiền điện gas cho 1.4 triệu gia đình. Hàng triệu gia đình California được chính phủ tiểu bang giúp trả tiền điện, tiền gas quá hạn. Thống đốc Gavin Newsom loan báo tin cho biết California chi 647 triệu Mỹ Kim giúp cho hơn 1 4 triệu tư gia đình trả tiền điện gas. Lẽ ra phải trả từ ngày 4 tháng 3 năm 2020 tới ngày 31 tháng 12 năm 2021. Số tiền này để trợ giúp gia đình bị thiệt hại nặng nề vì Covid-19. Nhiều gia đình tiếp tục sống khó khăn vì giá cả tăng cao. Người dân hồi đủ điều kiện nên kiểm tra và hóa đơn tiền điện gas để xem đã nhận được trợ cấp hay chưa. Và chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều tại đây cùng với đài trình IBC TV. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đồng hành. Xin gửi lời tri ân đến với tất cả các cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình tin tức của đài. Đặc biệt sự đồng hành và bảo trợ của IBC Home Shopping gửi đến quý vị rất nhiều những sản phẩm dự thảo uy tín và chất lượng, đặc biệt hơn với chương trình sale promotion trong dịp lễ cuối năm. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc đến số phone 714 892 5717 866 303 1888. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý khán giả và những cơ sở kinh doanh thương mại khác đã luôn đồng hành bảo trời châu đài. Kính chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn ấm cúng vô lượng an lạc và hạnh phúc với những người thân yêu.